Hey hey hey, lại là Messine đây. Mọi người vẫn khỏe cả chứ? Thời buổi dịch bệnh như thế này, anh chị em của kênh nhớ giữ gìn sức khỏe để làm việc và học tập nhá. Riêng Messine tôi thì vẫn cứ chăm chỉ tìm hiểu những chiếc phim độc đáo để gửi đến mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá các tác phẩm nhà A24. À, các đoạn sau thì tôi sẽ đọc là A24 cho nó gần gũi nhá. Hãng phim được thành lập vào ngày 20 tháng 8 năm 2012 bởi Daniel Kass, David Fenkel, John Hodges. Cái tên A24 được lấy cảm hứng từ đường cao tốc A24 Daniel đi qua khi quyết định thành lập công ty. Trùng hợp thay, nó cũng nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh Ý, làm bối cảnh cho những phim theo trường phái tân thực tế và siêu thực. Có thể đó là nguồn cảm hứng giúp A24 khôn khéo lựa chọn chủ đề và thể hiện trên màn ảnh qua số phận các nhân vật, từ thể loại tình cảm đến kinh dị, tâm lý. Có thể anh em không để ý một số phim hay hoặc là bệnh mà mình đã xem là của A24 đâu. Như bộ phim tươi sáng, hồn nhiên và đáng yêu dành cho mùa hè này chẳng hạn. Hôm nay, Messine sẽ cosplay nhà hóa học Đống Đa giới thiệu top phim Trâm ZN nhà A24 với hy vọng là có thể giúp các ông các bà thư giãn khi thực hiện giãn cách xã hội tại nhà. Và tất nhiên, tiêu chí lựa chọn là của riêng tôi và sẽ không đại diện cho bất kỳ ai cả. Và xin lưu ý, sản phẩm này không phải là recap và không có tác dụng thay thế tóm tắt. Các anh chị em vui lòng nghe kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhé. Nếu có tác dụng phụ thì tôi chỉ chịu trách nhiệm với việc các bạn mê mẩn Messine mà thôi. Còn bây giờ thì Messine, let's go! The Lighthouse 2019. Trước khi vào phân tích, tôi sẽ đọc cho anh em vần thơ thích hợp để miêu tả The Lighthouse. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Gian nhà không mặc kệ gió lung lay, anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh. Miệng cười bút giá, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đồng chí. Ngọn Hải Đăng là tác phẩm của đạo diễn Robert Eggers, người đã thổi hồn u ám lên cả The Witch. Tôi nêu tên The Lighthouse đầu tiên không phải là vì mức độ kinh dị hù dọa mà là sự nặng nề về tâm lý. Kiểu nhà sản xuất có một ngày vô cùng sukana và muốn lan tỏa cái năng lượng đó đến với khán giả ấy. Thật là quý hóa quá. Phim rất dễ xem nhưng khó mà hiểu bởi số lượng thông tin đắc đắc mà đạo diễn cài cắm vào. Đẳng đẳng bù bù. Xoay quanh câu chuyện hai người đàn ông Thomas Wake và Ephraim Winslow tranh luận, đấu đá về chủ đề bản ngã, thời gian, huyền thoại khi làm việc canh giữ hải đăng. Robert Eggers dẫn khán giả vào mê cung ngập tràn thần thoại, chuyện ngụ ngôn, văn hóa dân gian quan trọng với anh. Ví dụ như là Proteus và Prometheus, một Thomas Wake già khô, già khóc, khó ở hay cằn nhằn những tích xưa chuyện cũ lâu đời hơn cả cái lần cuối cùng mà bạn được ăn tô bún bò trước khi giãn cách. Ấy thế mà ông ta lại nắm giữ nhiều kiến thức, bí mật kiêng kỵ về thế giới này. Lão ta tựa như Proteus, không muốn chia sẻ điều mình biết cho bất kỳ ai. Một Ephraim Winslow láo cá, hoài bão với ước muốn kiếm tiền, luôn cảm thấy bản thân chăm chỉ và khao khát chiếm được bí ẩn ông già Thomas Wake giấu giếm mà không từ thủ đoạn nào. Để rồi bị trừng phạt. Anh ta tựa như Prometheus trả giá vì hành động của mình. Các ông các bà hẳn biết sự tích việc Prometheus đánh cắp ngọn lửa cho loài người. Nhân vật của Robert Pattinson cũng thế. Điên cuồng vì sự tò mò ấy, anh chàng thách thức vị thần Thomas Wake leo lên đỉnh núi thiêng liêng Olympus, ở đây là đỉnh ngọn hải đăng, nhằm nếm thử ánh sáng cấm. Ephraim chấp nhận thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Hậu quả là rơi từ thiên đàng xuống địa ngục và bị Hải Âu ăn ruột mình, giống cách Prometheus bị đại bàng rỉa gan mình. Robert Eggers miêu tả cảnh tượng ấy dựa trên bức tranh của Jean Delvaux, một thứ gì đó đẹp đẽ, buồn bã, gợi cảm lẫn trầm cảm. Những cảm xúc đó tồn tại trong những kẻ vẫn còn băn khoăn về bản thân, không biết mình là ai. Để nhận biết, bạn phải trao đổi một cái giá nhất định, còn nếu tiếc thì giữ cộng giá mà xào thịt bò ăn, chứ chả ai cho không ai cái gì cả. The Lighthouse với tông màu đen trắng xuyên suốt có thể khiến người xem hơi bị chán, đặc biệt ẩn dụ, ẩn ý khá là nhiều. Nhưng mà việc vận dụng thần thoại Bắc Âu, tín ngưỡng phồn thực, trường phái tâm lý của Carl Jung, suy nghĩ về xu hướng tình dục, cảm hứng từ H.P. Lovecraft, ngọn hải đăng xứng đáng để các ông xem và tìm hiểu. Còn nếu lười thì hãy comment cho tôi biết, Messine sẽ lên clip giải thích chi tiết cho anh em nhé. Hereditary. TVB có gia đình vui vẻ thì A24 có Hereditary, gia đình bất hạnh. Một câu chuyện sáng trưng.
về mối quan hệ bất hòa, người mẹ bất mãn, thằng con bất bình, đứa con gái bất động, người cha bất lực. Tất cả cùng rơi vào cạm bẫy của một hội kín bất nhân thờ quỷ. Khi ra mắt, Hereditary lập tức đem luồng gió mới vào thế giới kinh dị liên quan tôn giáo. Đạo diễn kiêm biên kịch Ari Aster sử dụng truyền thuyết về Paimon, một trong 7 vị vua địa ngục, kết hợp với các vấn đề mâu thuẫn của gia đình nhỏ này, khiến cho khán giả phải hồi hộp theo dõi đến cuối. Ari Aster cho biết, di truyền là một nghi lễ chiếm hữu lâu đời với góc nhìn từ những con cừu bị hiến tế. Thật vậy, ngay khoảng đầu của phim đã có mấy pha nhá hàng cho chúng ta biết gia đình Graham méo hề ổn một chút nào. Thầy giáo của Peter giảng về số phận nhân vật văn học và sự tự do lựa chọn của họ là ngụ ý cho nhà Graham. Họ giống như những con tốt nằm dưới quyền điều khiển của hội thờ Paimon. Người cha, người anh của Annie đều mắc chứng trầm cảm, tâm thần mà qua đời. Uất ức tích tụ nơi Annie, mọi biến cố đau khổ ấy lại bắt nguồn từ kẻ thân thích ruột thịt. Ellen Leach, người bà với biệt danh Nữ Hoàng Leach, vì muốn lên rank nhanh trong cuộc đua kim tiền, bà ta nạp thẻ bằng cách bưng mạng sống, linh hồn già trẻ gái trai nhà mình đem dâng cho Paimon. Già mà chơi trò mất nết. Mặc dù bề nổi, Hereditary mô tả sự đáng sợ, kinh hoàng của âm mưu thế lực tà giáo Paimon, nhưng mà một lớp ý nghĩa khác của bộ phim là để tôi và anh em khám phá nỗi đau buồn, chấn thương tinh thần của nhà Graham gặp phải. Hereditary nghĩa là di truyền, kế thừa. Mà kế thừa cái gì? Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh tâm thần như cha mẹ và anh trai Annie mắc phải có thể là do di truyền, qua đó tạo áp lực, tâm lý nặng nề được lặp đi lặp lại thế hệ này qua thế hệ khác, góp phần giúp hội thờ Paimon dễ dàng phá hoại và săn hạ mấy con mồi của mình hơn. Hereditary là một trong những phim kinh dị có sự đầu tư thực thụ vào chiều sâu nội dung chứ không đơn giản là hù cho vui. Nhiều plot twist, phân cảnh gây sốc óc sẽ khiến tôi phải chết chân nếu rơi vào hoàn cảnh đó. Xứng với danh phim kinh dị hay nhất nhì nhà A24. The Witch. Đứa con đầu lòng của đạo diễn Robert Eggers, The Witch là một câu chuyện ngụ ngôn dân gian New England cổ. Chủ đề xoay quanh sợi dây đức tin nối từ thiên đàng, chúa trời với gia đình Thomason dần mục ruỗng theo thời gian. Họ không hề nhận ra điều đó bởi trước mắt họ bao phủ một làn sương tự huyễn hoặc rằng bản thân vẫn còn con của ngài. Và kẻ dập nát quả ảo tưởng sức mạnh đó là The Black Philip. Robert Eggers lớn lên tại New England và cuộc đời anh thấm nhuần mùi vị liên quan đến tôn giáo, các lễ hội như là Halloween và phù thủy. Anh dành hàng năm trời để nghiên cứu lịch sử, săn đuổi phù thủy thời Trung Cổ và thời kỳ đầu hiện đại. Những người phụ nữ bị sát hại vô cớ vì cáo buộc họ là phù thủy đặt câu hỏi trong đầu Robert, khiến anh phải viết tiếp cơn ác mộng thuở nhỏ của mình về họ. Một kiểu trừ tà cho bản thân. Ba yếu tố chính nổi bật xuyên suốt The Witch là tội lỗi, đức tin, nữ quyền. Vì tội kiêu ngạo, William đẩy vợ con bị trục xuất với mình. Vì tội lười biếng, đố kỵ, thù hằn, Mercy và Jonas làm chứng gian dối đổ tội cho chị gái mình. Hai đứa em không đáng một đồng bạc nào. Vì tội nói dối, ông William trộm cắp đồ quý của vợ, khiến bà dồn hết căm phẫn và nghi hoặc lên Thomason, đến nỗi sau này muốn giết cô. Với tội tham sắc dục, Caleb luôn có ý với chị ruột của mình, sau cùng bị phù thủy rừng sâu dẫn dụ và xử đẹp. Họ không hề có đức tin như mình vẫn nghĩ, hình ảnh rời xa làng mạc, phải khó khăn trồng cây, săn bắt, ẩn dụ cho chuyện cuộc đời họ dần đi vào vực thẳm. Ác quỷ chỉ cần thong thả nhìn gia đình Thomason tự hủy, xong thì anh đến hốt đứa đắt giá nhất về đội của mình. Robert chia sẻ, hình ảnh Thomason lặng lẽ bước vào khu rừng u tối cùng sự dẫn dắt của The Black Philip thể hiện lối đi, giải pháp duy nhất cô có tại thời điểm ấy, kiểu giống như là nàng kiều lỡ bước vậy. Thomason trải qua tuổi dậy thì dưới ánh mắt ngờ vực và quyền kiểm soát của gia đình cô. Và đến cao trào, khi mùa màng thất bát, tiền bạc khan hiếm và Samuel mất tích, cô phải chịu đựng càng nhiều. Cuối cùng thì mọi con đường đều dẫn đến Thomason. Đó là vẻ đẹp đen tối trong câu chuyện của Robert. Không chỉ nói về sự hiện diện bên lề của phụ nữ trong một thế giới thu nhỏ, nam giới thống trị, mà là những điều kiện khắc nghiệt, những hoàn cảnh cực kỳ cô lập khiến phụ nữ trở nên oán giận và làm tê liệt lòng tự tin. Thomason chỉ nở nụ cười hạnh phúc khi trở thành nhân viên của ác quỷ. Một kết thúc không biết là nên vui hay buồn, nhưng mà đáng để suy ngẫm. Có một sự thật các ông không biết mà tôi lại biết.
Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Sau khi rơi vào tay The Black Philip, Thomason đã bất tử và sống đến những năm 1950-1960, trở thành Beth Harmon với kỹ năng chơi cờ điêu luyện trong The Queen's Gambit. Tôi xàm đấy, đừng có tin. Midsummer. Ái chà chà, phim này thích hợp cho phe chị em cảnh báo bồ mình đừng có mà hờ hững vô tâm rồi cắm sừng người yêu đây. Nếu không thì sẽ nếm mùi ngọn lửa cao nguyên như vậy. Thuộc thể loại kinh dị dân gian như The Witch, Midsummer truyền tải nỗi sợ hãi ngột ngạt trong lòng người theo nghĩa sâu xa nhất. Cạn kiệt năng lượng vì cha mẹ mất, không liên lạc được với em gái. Bạn trai Christian không thấu hiểu mình. Danny nhận lời người bạn Pell thăm quê nhà anh ta và dự một lễ hội truyền thống một đi không trở lại. Nhóm Danny, Christian, Josh và Mark ngây thơ đi vào cái bẫy Pell dựng sẵn. Cơ mà tôi nên gọi đây là cơ hội vạch trần mọi sự thật về nỗi lòng và tội lỗi mỗi người. Khả năng thực hiện hóa ý tưởng của Ari Aster, những bộ trang phục thêu dệt tỉ mỉ của nhà thiết kế Andrea Fletch cộng hưởng tạo nên cảm giác rùng rợn, bức bối khi mắc kẹt giữa những cánh đồng rộng lớn, khắp nơi hoa cỏ xanh tươi, những túp lều hình hộp và ngôi đền cấm thiêng liêng bên cạnh dân làng kỳ bí khó hiểu. Sự hưng phấn tồn tại mạnh ở đầu phim và giảm dần nhường chỗ cho những cơn lo âu tột đỉnh. Đặc biệt là khi Danny nhận ra mình bị phản bội, đóng chiếc đinh cuối cùng lên quan tài mối quan hệ giữa hai người. Nghe áp lực nhờ. Tương tự Midsummer, gia tộc Pell sớm chuẩn bị kế hoạch ganh nhóm Danny từ đầu. Tuy nhiên, kết cục xảy ra một phần lớn là do chính bản thân họ. Bởi thế, nếu anh em xem phim và trách sao bọn này không cùng hợp tác để trốn thoát hoặc là tìm hiểu động cơ dân làng thì xem kỹ lại, mỗi nhân vật đều chìm đắm vào khao khát, mê thú của riêng mình. Thằng Mark hám gái, nghe lời dụ dỗ rồi trở thành mặt nạ. Josh mãi ghi chép tư liệu về làng, bất chấp cảnh báo mà tham lam xem trộm sách quý, để rồi... Hay cậu bạn này... Cuối cùng là Christian, kẻ phản bội, bị trừng phạt bởi tội lỗi của mình. Nói chung thì nguyên team đi chết hết, còn mỗi Danny ở lại và được khai sáng. Dù không khai thác đúng mức một số yếu tố tiềm năng như những phong tục cũng như là nguyên nhân của chúng, Midsummer vẫn đẩy nổi bật được quá trình chuyển biến tâm lý Danny, trao cho cô quyền chủ động quyết định. Từng tự lừa dối bản thân, bào chữa mọi hành động, lời nói thiếu suy nghĩ, hợp lý hóa, dễ dàng tha thứ cho sự vô tâm của Christian. Này thôn làng Pell gián tiếp giúp Danny nhận thức sợi dây ràng buộc vô hình đó. Cảnh quay cuối cùng giải phóng toàn bộ Midsummer, giải phóng cả Danny như một liệu pháp chữa trị tinh thần. Ở đầu phim, cô ấy mất đi gia đình, một kiểu mở đầu chuyện cổ tích điển hình. Và giờ Danny có một gia đình mới, nơi giúp cô rũ bỏ mọi muộn phiền chất chứa bấy lâu. Danny cười vì cô ấy đã được tự do. Vui gần chết. Rồi tao cười tao. Nhà A24 hiện vẫn là cái tên sáng giá vì lối đi dị biệt. Những chủ đề tưởng chừng như rất đơn giản lại được các đạo diễn, biên kịch tài năng khai thác theo cách khó mà ngờ tới, tạo dấu ấn cột mốc A24. Mới đây, họ vừa ra mắt The Green Knights do triệu phú khu ổ chuột Dev Patel thủ vai chính và trailer đầy hứa hẹn như một lời khẳng định ngầm thế mạnh độc nhất vô nhị của hãng phim này. Anh em có muốn tôi phân tích chi tiết bộ phim A24 nào không? Bình luận cho Messine biết ngay và luôn nhé, kèm theo luôn cảm nghĩ hay là bất kỳ lời góp ý, gợi ý nào cho tôi. Trước khi tạm biệt, hãy ngó nhẹ xuống và nhấn like, share, đăng ký kênh ngay cho tôi nhé. Động lực làm việc của tôi đấy. Hãy nhớ, mê gì chi bằng Messine. Hẹn gặp lại. See ya!